Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dương Khải Nguyên Minh một lần nữa nè mọi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sau đồ của cầu thủ Dinh Sắc Thủ nè mọi. Ngày hôm nay thì Dinh Sắc Thủ có cho mình được top 2 Tống Kim với tỷ lệ là 117k 359 mạng và giúp nằm từ 60 và tử vong 48 lần và liên chạm 29. Ngày hôm nay được top 2 Tống Kim nha mọi người. Anh em nhìn sơ qua thử như thế nào nha. Dinh Sắc Thủ thì nhìn sơ qua chắc chắn là một con long đao nè mọi. Đang sở hữu cho mình một cái đao, tiếp tục là một cái đao có thể nói là đam minh. Thủ lý 25, chóng 33 và làm chậm 45. Một cái đai lưng min ọp nha em ạ. Một đai lưng này thì ép khoảng tầm chục triệu quay đầu nha em ơi. Ép khoảng tầm chục triệu quay đầu nha, 10 triệu quay đầu nha. Một set long bang 18 25 hạ 30 25 set long bang nha em. Set long bang. Set long bang. 10 kha giá trị kháng cả 18 25 30 25. Set long bang này trên dưới khoảng tầm 8 triệu cho đến 10 triệu nha em ơi. 8 triệu đến 10 triệu được sở hữu set long bang này. Long bang thường nha em. Đây set long bang thường có thể nói là ép nha em ơi. Ép mới có nha, mua không ra nha. Rồi. Và giờ đây là một trong những cái nón tím mắt ọp 2540, sinh lực lực, sinh khí. Bao tay tím mắt ọp 2540, sinh lực lực, sinh khí. Có 80 chón. Một đà cái áo phục hồi 40. Chậm 40, thủ lý 25 sinh lực lực. Một đôi giày khăn lôi 40, 30. Có cho mình khá đẹp nha mọi. Một món khăn lôi và một cái đao tóc 30. Ôi, một đao mắt ọp 6 dòng nha mà. Tóc 30, chóng 40, kháng hỏi 25, sinh lực và bên sắc 100, mắt ọp hoàn toàn. Một cái đai xương tinh. Tổng sơ qua chúng ta thấy thì với cái lượng chóng hạt này đang có là 40-40. Cái này 40 là 120, 120 với cái này 33 nó là 150 chóng nữa mà. 150 chóng và 85 chậm từ áo và đai lưng. 85 làm chậm, nói chung đặt móc 80. Và cái này đặt 150 mấy chóng nữa mà, quá dữ nữa mà. Với cái đao này thì chóng quá căng. Một cái đôi giày tóc 40 khăn lôi và sử dụng cho mình một phi phân của đây cũng có một cấp, nếu kèm với căng khôn là 3 cấp, kèm với thiệt thớ 90 nữa thì skill 9x ngạo tiết. Ngạo tiết nói chung là skill con lôn 9x nữa em ơi. Ngạo tiết tiệt phong sẽ được 24 cấp, quá dữ luôn. Một con ngựa kháng cảm 3, con ngựa thối phiến kháng cảm 3, ngựa bình thường. Đây là ngựa công thành chiến này mà, ngựa này hạn sử dụng 7 ngày. Một ăn tín, ôi đây, một ăn tín tăng trưởng môn công lôn em ơi. Một ăn tín tăng trưởng môn công lôn kháng cảnh em. Ngạo tiết tiệp phong một cấp, là một cấp nữa là được 25 cấp em ơi. Nếu bạn này thêm cấp nữa là sẽ được 25 cấp 90 nha em. 25 cấp 90 em ơi. Ngạo tiết tiệp phong 25 cấp này. Đây này không có dòng băng hỏi em ơi, không có dòng băng hỏi. Nếu có dòng băng hỏi thì có thể lên 26 cấp skill 90 và một cái tiết hỏa tinh sinh lực 200. Nói chung là một sức đồ khá đẹp em ơi, với hiệu ứng khá cao. Và xếp đồng bàn đi vào như thế này thì quá chuẩn rồi, dành cho con lôn quá chuẩn rồi. Rồi, anh em theo dõi đừng quên ủng hộ cho cầu thủ Dinh Sắc Thủ này. Một con lôn đao, một trong những con lôn đao của thằng nó là khá ok. Xếp đồ quá pin rồi nè mày. Một món khăn lôi. Một cái đao thực sự quá đẹp rồi nè mày, đao quá đẹp luôn. Tóc 30, bình sắc chó kháng họ, bình sắc 100, vải đạn luôn. Mắt đầu hoàn toàn không gì để cho luôn nè mày. Quá dữ. Rồi, anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ cho cầu thủ Dinh Sắc Thủ lại sẽ ủng hộ cho nha. Tổng sơ qua xét đồ thì cái đao này 6 dòng thì khả nghĩ cái đao này ép cũng trên dưới hơn 5 triệu em ơi. Hơn 5 triệu. Kèm xét đồng ba này khoảng tầm 8 triệu đi. Tầm này thì khả nghĩ tầm 8 triệu đi. Tại vì xét là hiệp cốt sao đây. Tại vì xét ăn ban mắt xét đồng ban random vừa rồi thì Hoàng Mỹ á. Vừa rồi ban mình đấu giá chỉ khoảng tầm 10 triệu em ơi. Và xét này sẽ thường khoảng tầm 8 triệu đi. Kèm đao này khoảng tầm 5 triệu cho 6 triệu đi. Chung cho 6 triệu này 14 triệu. Đại lưng này khoảng 10 triệu là 24. 24 kèm với 4 món tím này mắc trung bình khoảng tầm 2 triệu một món. Thì 8 triệu đây, khoảng tầm 30 này mà. Xét đồ này tầm trên dưới 30 triệu này mà. Trên dưới 30 việc Việt Nam đồng. 30 triệu Việt Nam đồng. Trong xét đồ quá biên này mà. Rồi. Cắn này hạn sử dụng đến chuẩn bị tăng trưởng môn sẽ hết hạn nha. Trước khi bắt đầu tăng trưởng môn sẽ hết hạn. Hạn sử dụng tương đương là khoảng 25 ngày. 25 ngày hồi năm đại ngày. Kháng cảnh 5 nữa nè, quá dữ luôn. Rồi. Anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ cho cầu thủ Dinh Sắc Thủ. Một sức đồ khá đẹp mắt anh em ơi. Mắt đầu phòng to và đi kèm với những món đồ 6 dòng chúng ta có thể nói rằng quá ok. Rất tiếc ở cái đai lưng thì min thôi anh em ơi. Đó, đây là một người khá chịu chơi. Anh em theo dõi video đừng quên nhớ like, chia sẻ ủng hộ video chơi nha anh em ơi. Thì chúc anh em một ngày mới xem video vui vẻ nha. Đừng quên xem live trực tiếp của Khải vào lúc tối 19h50 cũng như trưa 11h50 hàng ngày nha anh em ơi. Bye mọi người nha, hẹn anh em vào những video tiếp theo. Bye bye. Ngày hôm nay thì mình đánh Tống Kim bị rớt mạng ra không vô top được, buồn gớm. Đang đứng top 6 luôn nè mà, đang đứng top 6 ọp luôn. Rốt mạng gần 15 phút, bỏ luôn, hết đánh luôn.